Xin chào các bạn, mình là Tiến Dũng, biệt danh Dũng đẹp trai. Hiện tại mình đang là nhân viên tư vấn bán hàng của hệ thống siêu thị điện máy Pico. Bên ngoài nhìn mình có vẻ lạnh lùng vậy thôi, chứ thật ra mình thân thiện lắm. Và sau đây mình sẽ kể cho các bạn nghe công việc hàng ngày của một nhân viên bán hàng tại Pico. Hôm nay thời tiết vẫn đẹp như mọi ngày. Anh bảo vệ vẫn trao cho mình nụ cười quen thuộc. Và công việc đầu tiên của mình khi đến siêu thị là check-in. Thật may mắn là hôm nay mình đến sớm nên chấm vân tay cũng tự tin hơn hẳn ngày thường. Làm việc tại Pico dạy cho mình rất nhiều điều, trong đó có sự chỉnh chu. Ví dụ đầu tóc gọn gàng, trang phục lịch sự mang lại cho mình sự tự tin khi đối diện với khách hàng và đồng nghiệp. Công việc tiếp theo của mình đó là đứng cửa chào khách. Với nụ cười thân thiện, tác phong đúng chuẩn là cách mình ghi điểm với khách hàng bằng sự chuyên nghiệp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khách hàng đến với Pico có nhu cầu mua sắm các sản phẩm rất đa dạng, nào là TV, điện thoại, laptop, tủ lạnh, điều hòa hay đồ gia dụng. Miễn là khách cần, mình luôn sẵn sàng tư vấn, phục vụ nhiệt tình. Ngoài việc tư vấn cho khách hàng về thông số tính năng sản phẩm, cách sử dụng, mình còn tư vấn thêm những chính sách của công ty như bảo hành, vận chuyển và thanh toán. Nhớ ngày đầu khi mới vào làm việc, mình cũng bỡ ngỡ vì chưa làm việc trong môi trường điện máy bao giờ. Nhưng may mắn được anh quản lý và đồng nghiệp chỉ dạy nên mọi việc cũng đâu vào đấy. Các quy trình với sản phẩm bây giờ cũng không làm khó được mình nữa rồi. Mình còn thường xuyên được sếp khen làm việc tốt trong các cuộc họp giao ca nữa đấy. Về chế độ đãi ngộ thì các bạn cũng không cần lo lắng. Làm việc tại Pico là môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và được hưởng những quyền lợi ưu đãi tốt nhất hiện nay. Thời gian làm việc theo ca được đăng ký linh động, sáng từ 8 giờ 15 đến 15 giờ 15, chiều từ 15 giờ đến 22 giờ. Thu nhập của bán hàng được trả đúng theo năng lực, bao gồm lương cơ bản này, thưởng doanh số, thưởng thêm theo sản phẩm và phụ cấp. Trung bình hàng tháng mình nhận từ 5 đến 7 triệu, tháng nào vui hơn thì lên đến 8 đến 9 triệu. Sau 2 tháng làm việc, nhân viên sẽ được đóng đầy đủ bảo hiểm, tham gia công đoàn, quyền lợi mà không phải nơi nào cũng có. Và ngoài những giờ phút làm việc hăng say, công ty cũng rất quan tâm đến đời sống của nhân viên thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động thú vị, ví dụ như các cuộc thi ảnh này, thi múa hát này, hay là những buổi liên hoan là không thể thiếu. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký gia nhập vào đại gia đình Pico cùng mình nào!